Kính thưa quý Phật tử, người Phật tử đối với Tam Bảo, đối với cái pháp môn mà chúng ta được học tập, muốn thành tựu được cái kết quả, muốn thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát, thì chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin chính là cái phương tiện, cái điều kiện không thể thiếu được để giúp cho chúng ta đi sâu vào cái pháp mà chúng ta đang hành trì. Khi chúng ta phát khởi một cái niềm tin vào một cái đối tượng nào đó, như là chúng ta tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta hiểu được cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, và chúng ta nguyện tu tập để mình cũng đạt được cái sự an vui giải thoát và có nhiều khả năng để độ đời như Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên từ cái hiểu biết đó, nó làm cho cái lòng tin của chúng ta kiên cố. Dù hoàn cảnh như thế nào, dù cái nghịch duyên ra sao đi nữa, chúng ta vẫn không thay đổi lập trường. Cho nên nói về tín ngưỡng thì đạo Phật không phải chỉ dừng lại ở vấn đề tín ngưỡng tôn giáo như các đạo khác thôi, mà đạo Phật chính là một con đường, một phương pháp để giúp cho chúng ta hiểu được con người thật của chính mình. Học Phật để chúng ta học cái phương pháp, cái đường lối mà Đức Phật đã thực chứng. Từ đó chúng ta chuyển hóa cái cách sống của mình, cái tư tưởng của mình, thay đổi cái quan niệm của mình, để mình có khả năng thương yêu mình, có khả năng đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân mình. Đạo Phật chính là cái đường lối, là phương pháp đó. Tuy nhiên, cái ngưỡng cửa đầu tiên để chúng ta đi vào, đó là niềm tin. Niềm tin về cái pháp mà chúng ta có duyên được nghe, được học, được hành trì. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy niềm tin là cái gốc rễ của đạo. Niềm tin là cái nền tảng để sinh trưởng ra công đức. Có tin sâu, chúng ta mới thấm thía về những cái lời dạy của Phật. Qua cái cách sống của mình, chúng ta trải nghiệm được những cái lời Phật dạy mà mình đã ứng dụng. Cho nên chính cái sự cảm ứng đó, nó đưa chúng ta đến bình yên, và nó làm cho ta có hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được tu học. Hay nói một cách khác, hạnh phúc vì mình được thân người. Được thân người sáu căn đầy đủ, lại được gặp pháp của Phật, được gặp chánh pháp, được gần gũi minh sư, được thân cận bạn lành. Cho nên từ cái hạnh phúc mà mình thấy mình có được, không phải ai cũng có thể có được như vậy đâu. Nếu không có căn lành, không có phúc đức, nhiều khi cũng được làm người, nhưng không tin nhân quả, không sợ tội phước.
làm người nhưng ngang tàn, ương ngạnh, không có căn lành, thiếu đi phúc đức. Làm người nhưng mà bị tật nguyền ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi không có đầy đủ, hoặc là bị cái tật ở nơi cái tâm lý không tin, không chịu học, không chịu nghe, không chịu hướng thiện, đó cũng là một cái khuyết điểm. Mà nay chúng ta đã hội đủ những cái điều kiện tốt đẹp đó, cho nên chúng ta hiểu được, nhờ có tu tập mà chúng ta có khả năng thăng hoa cái đời sống của mình, làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa. Sự có mặt của mình trong cõi đời này không trở thành gánh nặng, không trở thành cái vật bỏ đi. Cho nên từ cái niềm tin kiên cố mà mình mới có thể đi sâu vào trong cái kho tàng của chánh pháp. Thế cho nên khi chúng ta tin tưởng vào Phật pháp môn đó rồi, mình nỗ lực, mình tu học, nỗ lực lễ bái, cầu nguyện, chúng ta đừng có một cái quan điểm là làm thử. Nếu chúng ta tu tập mà nói làm thử cho biết, tham gia để coi, thì cái sự tham gia đó, cái sự có mặt đó, nó không có thể nào cọ sát được cái mầu nhiệm của Phật pháp. Cho nên chúng ta đừng sợ không có kết quả, mà chỉ sợ mình không có niềm tin vững chắc về pháp môn của mình. Có những cái sự cầu nguyện nó vẫn luôn luôn đồng hành trên bước đường tu tập của ta. Dù đạo Phật không phải là chủ trương sự cầu nguyện, đạo Phật không có chủ trương van xin, không hề có sự cứu rỗi ai hết. Có chăng là ở cái tâm phàm của chúng ta, ở cái con người phàm phu chúng ta, vì mình thấy mình vẫn còn bị những tập khí xấu, thói quen dở, mình vẫn còn bị nghiệp chướng nhiều đời nó chi phối, mình muốn hạnh phúc, muốn an vui, nhưng nhiều khi mình cứ dại dột để tạo ra những cái nhân tố nó làm cho cái hạnh phúc bị đổ vỡ, nó làm cho an vui bị lung lay. Vì biết được và thấy được con người của mình vẫn bị nghiệp lực chi phối, cho nên mình phải tìm một cái điểm tựa, tìm một cái điểm tựa thực an lành để mình nương theo đó được chăm sóc, được hộ trì, quy y Tam Bảo, nương tựa với Phật, với pháp, với tăng, chính là nương vào cái điểm tựa an lành nhất ở thế gian này để cho chúng ta có sự bình yên, và từ đó chúng ta chế tác ra những cái năng lượng của bình yên. Trong những giây phút mà chúng ta tĩnh tọa, thiền quán, lạy Phật, trì chú, tụng kinh, những cái giây phút mà chúng ta hành trì như vậy á, nó chế tác ra được cái công đức. Nhưng công đức là cái gì? Công đức không có hình tướng. Chúng ta không thể cụ thể cái này là công đức, cái kia là công đức.
không thể thấy được. Nhưng chúng ta có hiểu, có thể hiểu như thế này: chế tác ra được cái công đức, nghĩa là chúng ta chế tác ra được cái lời nói hàn gắn xây dựng, chúng ta chế tác ra được cái việc làm tốt đẹp tác thành, lời nói nào mà đưa mọi người đến bình yên, lời nói nào làm cho mọi người được bình yên, làm cho mọi người được hạnh phúc, làm cho mọi người được an vui, thì lời nói đó là công đức. Hành động nào để lại cái sự bình yên cho mình, cho người, cho mọi vật chung quanh, hành động nào xóa tan được những cái nghi kỵ, những cái hiểu lầm, hành động đó là công đức. Cái tư duy nào, suy nghĩ nào mà giúp cho chúng ta được an tĩnh, không còn những cái bồn chồn, không có những cái lo lắng, không có những cái bất an, cái suy nghĩ đó là công đức. Từ những suy nghĩ đó, từ những cái việc làm đó, từ những cái lời nói đó, chúng ta tham gia ở đâu, đóng góp nơi nào, hay là tiếp chạm những gì, nó đều biến đổi cái hoàn cảnh cuộc sống đó trở nên tốt đẹp, trở nên thánh thiện, trở nên bình an, trở nên giải thoát. Vì vậy, tin là gốc rễ của công đức. Tin là nền tảng để xây dựng những cái cung điện an vui hạnh phúc. Khi có duyên nghe được một danh hiệu Phật, nghe được một câu kinh, hãy tư duy, tiếp nhận và thọ trì. Ngày xưa chúng ta thấy trong kinh điển ghi lại, khi mọi người trong pháp hội nghe được một bài pháp gì đó, nghe được Đức Phật giảng giải một câu nói gì đó, cuối cùng họ hoan hỷ tín thọ phụng hành, phải không? Hoan hỷ là vui mừng vì mình được nghe những điều mà chưa từng nghe. Tiếp nhận, mình nguyện tiếp nhận những cái, nhận giữ những lời Phật dạy ở trong tâm não của mình, để mình luôn luôn nhớ đến và mình biểu hiện nó ra ở hành động, ở lời nói. Mình kính cẩn ghi nhận những lời Phật dạy, không phải trong phút giây đó, mà những lời Phật dạy nó luôn luôn là tiền đề. Nói theo thuật ngữ của Thiền Tông, nó là một cái công án, một cái đề mục mà dù đi đứng ngồi nằm, lúc ngủ hay lúc thức, cho đến lúc ăn uống, tắm rửa, chúng ta không bao giờ quên cái đề mục đó, quên cái đề tài đó, quên cái vấn đề Phật dạy. Nhờ vậy mà chúng ta mỗi ngày mình cảm thấy mình an lạc hơn, mỗi ngày mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn, mỗi ngày mình cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Đây là điều chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong đời sống hiện tại, chứ không phải là những lý thuyết, không phải là những cái ngôn ngữ ở đồ môi chót lưỡi, mà là những điều ta có thể làm được và ta cảm nhận được cái hạnh phúc, cái an vui. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mỗi thời khóa chúng ta đều hồi hướng. Hồi tức là hồi nhân, hướng là hướng quả. Chữ hồi là xoay lại. Hồi nhân tức là nãy giờ như các vị vừa tụng kinh Pháp Hoa, trì những cái thần chú thủ hộ, chúng ta đem những cái nhân tố mình vừa chế tác ra được đó, gọi là xoay cái nhân đó để hướng về. Chữ hướng tức là ngoảnh mặt về, hướng về một cái kết quả nào đó.
Thì chúng ta phần nhiều hồi hướng nhờ oai lực Tam Bảo gia hộ, đạo tâm luôn vững chắc, chướng duyên được tiêu trừ, lúc nào cũng được gần Phật, gần Tam Bảo, để được nghe Pháp, để tu tập, hầu chuyển hóa mê lầm, đạt được an vui giác ngộ. Và nguyện cho mình cùng với mọi người cũng đều đạt được an vui giác ngộ cho đến khi thành Phật. Đại khái nội dung là như vậy. Thì chúng ta cầu nguyện, nhưng cái điều cầu nguyện đây không có nghĩa là van xin, mà là chúng ta phát nguyện, cam kết, cam kết trước Tam Bảo và tuyên thệ trước những bạn đồng tu cái phương châm của tôi là như vậy. Và trong sinh hoạt hàng ngày, tôi không bao giờ đi ngược lại với những cái ước nguyện mà tôi đã làm. Khi mình phát nguyện như vậy, mọi người chứng biết như vậy, thì đó là mình được sự yểm trợ, được chăm sóc. Cho nên tu tập, hãy tu đi, thì chúng ta mới thấy được những cái mầu nhiệm của Phật Pháp. Vì vậy có những cái hành trạng của các bậc tiền bối để lại rất nhiều cho mọi người làm cái vật chứng tín, để cho chúng ta, những người con Phật, càng củng cố niềm tin về Phật Pháp, và cái sự tu tập chúng ta lại càng tinh tấn siêng năng hơn. Vừa qua, Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái đại tang, đó là sự viên tịch của Ôn Trí Quang. Nếu nói về cuộc đời của Ôn thì sách vở, báo chí, dư luận bàn rất nhiều, nói rất nhiều. Nói từ những cái thời gian đầu tiên chấn hưng Phật giáo cho đến cái thời Pháp nạn năm 63, nói về Ôn rất nhiều. Ở đây chúng ta không bàn nữa, hay nói một cách nào đó, chúng ta không dám lạm bàn. Vì dư luận thế này, dư luận thế khác, mà chúng ta không phải là nhân chứng lịch sử, không phải là cái người viết sử, không phải là cái nhân vật có mặt ở cái thời đó, cho nên chúng ta bàn nói nhiều khi cũng không đúng. Nhưng có điều mà tôi muốn quý Phật tử phải thấy và biết, đó là sự biết ơn. Biết ơn đến các bậc tôn đức hòa thượng trải qua nhiều thế hệ, từ khi Phật giáo du nhập vào đất nước Việt Nam thân yêu này, trải qua nhiều thời kỳ biến đổi, lịch sử thăng trầm. Chính nhờ sự xuất hiện của các bậc cao tăng, của các bậc tôn đức vì Phật Pháp, vì bảo vệ chánh Pháp, và nhờ đó mà ngày nay Đạo Phật vẫn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Chúng ta được may mắn gặp Phật Pháp và được bình yên tu tập dưới ánh sáng tỉnh thức của Đức Phật. Như lời của Hòa Thượng Thiện Siêu đã phát biểu trong cái buổi lễ khánh thành Tổ đình Thiền Tôn ở Huế, tôi được nghe qua cái tài liệu đó, thì Hòa Thượng nói thế này: Tổ đình đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, và có những thời kỳ rất hưng thịnh, nhưng có những thời kỳ rất là suy
Giống như trên bầu trời có lúc quang đãng sáng rực, nhưng cũng có lúc tâm tối mây mù. Chúng ta nhận biết như vậy, nhưng chúng ta không nên và không được lên án, tại vì trên bầu trời là trên đầu của chúng ta. Chúng ta ở dưới này, chúng ta không thể nào lên án, phê bình, chỉ trích, vì trên đầu chúng ta, bầu trời ở trên đầu chúng ta. Mà vấn đề của chúng ta làm thế nào để nhận diện và nhìn lại chính mình, mình đã làm gì, mình đang làm gì cho Phật Pháp, mình đang đóng góp gì cho cái môi trường, cho cái thời tiết. Cũng vậy, là con Phật, chúng ta luôn luôn ghi nhớ công đức của các bậc tiền bối đi trước. Dù dư luận như thế nào, đó là chuyện của thế gian, nhưng đối với người tu, nhất là đối với các bậc tôn đức, thị phi tiếng rủng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Thị phi danh lợi nó chẳng là gì đối với các ngài, tại vì các ngài đã dẫm trên đó, đạp trên đó để bước đi đến cái phương trời cao rộng. Cái điều tôi muốn chia sẻ lại với đạo tràng là cuối đời của ông Trí Quang có thể nói là một cái sự kiện rất là tuyệt vời, là một cái hình ảnh đẹp của người tu. Hòa Ôn Trí Quang tịch 97 tuổi, ở cái tuổi thượng thọ, mặc dầu vẫn theo cái bình duyên tăng giảm, nhưng không có cái hiện tượng mà mê muội quên lẫn, cũng không nằm nhà thương ngày nào, cũng không phải bác sĩ mà trục trực, gọi là túc trực trước thời gian mất. Hòa thượng nhịn ăn 2 tháng, ôn không muốn ăn, nó để cho nó sạch người. Nếu có chăng chỉ là thấm giọng nước thôi, không ăn gì. Cho đến cái ngày trước ngày mất, như 3 ngày, thì thấy hơi thở của Hòa Thượng yếu, các thầy mới mua cái bình oxy nhỏ đưa vào để cho Hòa Thượng thở. Vừa đưa vào, Hòa Thượng lấy ra, tôi nói thôi, không cần, không cần thiết, bận rộn. Hòa Thượng lấy ra. Thì đến ngày 12 âm lịch, chiều hôm đó, sau khi uống một chút nước cháo xong, thì Hòa Thượng đi tắm và mặc bộ đồ mới vào. Sau đó Hòa Thượng vào trong giường nằm nghỉ một chút. Nằm nghỉ một lát thì mới bảo thị giả đỡ dậy, ôn ngồi uống miếng nước. Uống miếng nước ngồi, sau đó ôn bảo đỡ nằm xuống. Hòa Thượng nằm xuống, Hòa Thượng mới vói tay mở cái công tắc ở bên giường, mở đèn sáng hết cả gian phòng. Hòa Thượng mới bảo thị giả lên mời thầy trụ trì xuống, tức là mời Hòa Thượng Hải Ấn xuống. Thì Hòa Thượng Hải Ấn nghe gọi mới chạy xuống. Thì xuống thì thấy ông đã nằm yên, thở nhẹ nhàng rồi ra đi. Thì thầy Hải Ấn mới
mới đưa tay xem mặt, thì lúc đó mặt của Hòa Thượng đã hết đập. Đây là lời của Thầy Thị Giả thuật lại, và có ghi lại cái phim, ghi lại cái đoạn phim lúc cuối cùng đó. Không tỉnh, không có mà trăn trở, không có hiện một cái tướng gì mà bệnh tật hay là mê muội già yếu, không có một sợi dây sợi nhợ nào đến giờ phút cuối cùng, và tỉnh táo. Hình như Hòa Thượng cũng có sự chuẩn bị, biết được cái thời cuối cùng, có thể không nói ra thôi. Đó là điều mà chính Thầy Thị Giả, các Thầy Thị Giả thuật lại và cho tôi xem cái đoạn phim đó. Khi Hòa Thượng mất, có để lại cái di chúc, tổ chức không tổ chức gì cả, tức là không thành lập ban tổ chức tang lễ, không phúng viếng, không gì, chỉ đơn giản nhẹ nhàng mất xong rồi để 6 tiếng rồi nhập quan rồi đưa ra xe tang thiêu thôi. Vì vậy cho nên đến khi đến giờ phút Hòa Thượng mất mà cái hình cũng chưa có nữa, mà lúc mà làm lễ nhập quan cái bức hình cũng chưa rửa xong, có nghĩa là Hòa Thượng không có cho làm chuẩn bị gì cả. Khi ra tôi có tham dự lễ nhập quan, nhập quan xong không, chưa có tấm hình, nhưng không thể làm theo lời Hòa Thượng để đi thiêu liền, tại vì ở Huế trước giờ chưa có lò thiêu. Ở ngoài Huế vẫn còn có cái truyền thống là chôn, các hòa thượng thì nhập tháp, Phật tử thì chôn, chứ không có thiêu. Cho nên bây giờ nếu mà đưa vào trong Đà Nẵng thiêu thì đường xa nó bất tiện, cho nên mấy thầy đệ tử thôi trái cái di chúc một chút là phải để lại vài hôm. Khi Hòa Thượng mất 9 giờ 45 phút tối, sáng bữa sau sáng sớm là nhờ bác Xín, là cái ông nghệ nhân đúc chuông, ông đã từng đúc lò chuông, cho nên nhờ ông qua để cố vấn xây một cái lò thiêu vội vã, xây một cái trên một cái công viên Vĩnh Hằng. Nơi đó chỉ định mở cái công viên Vĩnh Hằng, tức là cái nơi để người ta chôn cất, mà may là trên đó có dựng tượng Di Đà sẵn rồi, lên đó mới mượn cái chỗ đó mới xây tạm lò thiêu. Xây vội vã từ sáng ngày 13 cho đến tối chiều tối 14 mới xong. Vì vậy sáng ngày rằm đúng 7 giờ là chuyển linh cữu của Hòa Thượng đi ra đó thiêu. Thiêu xong, sau khi châm lửa thiêu, quý thầy trong môn đồ pháp quyến cũng như các chùa ở trú xứ nơi đó ngồi chung quanh cái lò thiêu tụng những cái bản kinh mà Hòa Thượng đã dặn, tụng cho đến khi mà lửa nó tàn rồi. Đến suốt cả cái ngày đó đêm thì khi củi tàn rồi, mở cửa lò ra lửa hừng hực vậy đó, nhưng mà còn nguyên một cái xương sọ của Hòa Thượng, còn nguyên, không có bị bể, không có bị biến dạng gì cả. Sau khi nguội rồi mới lấy cái xương sọ ra, thì cái xương sọ nó trắng như là cái bọt tuyết. Chắc các Phật tử cũng có theo dõi những hình ảnh này trên những cái thông tin của cá nhân của đại chúng, thì chúng ta thấy thực ra xá lợi á, có nghĩa là khôi cốt. Xá lợi có nghĩa là khôi cốt. Những cái mà lửa không đốt, cháy, tan, nó lưu lại. Và nó lưu lại những cái màu sắc đẹp, những cái hình dáng đẹp, thì chúng ta có thể nói đó là vật chứng tín của Hòa Thượng suốt cuộc đời tu tập vì lý tưởng bảo vệ Phật Pháp, vì Phật Pháp, phụng sự chánh Pháp. Cho nên cái tư tưởng đó nó kết tinh bởi cái công đức tu tập, cho nên
Không biết ông có nguyện lưu lại hay không, nhưng qua những cái thời gian thiêu đốt như vậy, xương nó bị cháy tan hết, nhưng cái xương sọ vẫn còn nguyên. Thì cái việc nó qua rồi, mình có nói lại hay mình không nói, thì cái gì sự thật nó vẫn là sự thật. Nhưng những cái vật chứng tín đã để lại, thì chúng ta cũng thấy đó là một cái niềm tự hào của Phật giáo nói chung, của Phật tử Việt Nam nói riêng. Chúng ta có một bậc tôn đức, có một vị hòa thượng tuyệt vời như vậy. Dù mình không trực tiếp học hỏi, hay mình được gián tiếp nghe tên, thấy hình, hoặc là đọc sách gì đó, nhưng ít nhiều gì mình cũng được thừa hưởng cái ân đức. Nếu không có các bậc tiền bối tôn đức chấn hưng Phật giáo, gìn giữ Phật giáo, bảo vệ Phật giáo, thì làm sao ngày nay mình có được cái sự bình yên tu tập. Tiếng chuông chùa vẫn ngân nga đều đặn. Cho nên chúng ta phải biết cung kính, cúi đầu biết ơn về sự có mặt của các bậc tiền bối, và gần nhất là cái sự viên tịch của Ôn Trí Quang. Đó là một cái sự đặc biệt. Thật ra thì nếu mà đem chôn rồi năm, 10 năm, vài chục năm mà cải táng, thì cái xương sọ nó còn cũng là điều tự nhiên. Cũng là điều tự nhiên thôi. Nhưng đằng này là thiêu. Mà thường thì cái nắp quan tài bao giờ nó cũng dày và nó nặng. Mà khi mà củi cháy, cái thành nó cháy rồi, cái nắp nó sẽ sập xuống. Nó sập xuống thì các vị nó biết nó sẽ nát hết tất cả những vật thể nằm ở dưới đó. Nhưng xương tay, xương chân nát, nhưng mà cái sọ vẫn tròn, vẫn trắng. Chúng tôi không dám nói là một cái gì, tại mình không hiểu, không biết. Nhưng mà mình thấy được những cái vật như vậy cũng đủ chứng minh cái sự thật, để cho mình có một niềm tin. Đó là một cái chứng cớ. Từ cái thấy, cái nghe, rồi mình mới quán chiếu lại cuộc đời hành trạng. Không biết cái mật hạnh của ông tu tập thế nào mình đâu biết, phải không? Nhưng mà đến cuối đời của ông đáp số quá tuyệt vời. Từ chỗ đó mình thấy mình phải nỗ lực hơn nữa tu tập. Để làm gì? Không biết thành Phật, thành Tổ đời sau thì cũng không ai nói trước được. Nhưng mà hiện tại ra đi trong tỉnh giác, trong chánh niệm, không mê muội, biết rõ ràng, dặn dò mọi việc, và ra đi đến giờ phút cuối cùng như tôi vừa kể, tuyệt vời, xứng đáng để cho chúng ta cúi đầu đảnh lễ. Còn thị phi dư luận, đó là chuyện đời, chúng ta không cần bàn đến. Và chúng là người con Phật, chúng ta không được phép bàn đến. Nó giống như trên bầu trời chúng ta đó, cái hiện tượng sáng tối gì, đó là việc của bầu trời. Chúng ta ở dưới đất, chúng ta chỉ biết tiếp nhận và tu tập để mình có khả năng đóng góp và tô điểm cho nó đẹp hơn, nó sáng hơn, đẩy trừ những cái u tối hơn. Thế thôi. Thì hôm nay á, trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thật ra thì tôi muốn nói lại những điều mà ít nhiều nhiều trong cái dịp đó tôi cũng có mặt, dù không có mặt trong cái dịp lễ lấy cốt, nhưng mà cũng có tham dự và thấy được chính từ thầy thị giả của ông, là cái vị vẫn thường qua lại thân cận với tôi,
Thầy kể lại và cho xem những phim ảnh, chúng tôi rất là xúc động. Và lễ tang của Hòa Thượng nó nhẹ nhàng, nó yên tĩnh. Chúng ta đến đảnh lễ với một cái cảm xúc lâng lâng, giống như mình được đảnh lễ hình ảnh một vị tôn đức đang còn sống, chứ không hề thấy có một cái hiện tượng, một cái tử khí gì cả. Nếu không có những cái công đức tu tập, không có những cái mật hạnh mà cao sâu, không có đạo lực vững vàng, thì làm sao có được những cái giây phút cuối cùng tỉnh giác, ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng. Còn việc của ông thành Phật, chứng quả như thế nào thì cái chuyện đó ông biết, chúng ta cũng không thể nói trước được. Và một điều tôi muốn chia sẻ lại với quý hạnh, với Phật tử là chúng ta phải biết ơn, biết ơn các bậc thầy tổ của chúng ta. Mà qua các bậc thầy tổ, chúng ta là các bậc tiên giác, quý hòa thượng tôn đức qua nhiều thế hệ đã đem hết cái nhiệt huyết của mình để gìn giữ Phật Pháp, gìn giữ ngôi nhà Phật Pháp, bảo vệ chánh Pháp. Nhờ đó mà ngày nay chúng ta được ngồi yên trong mái chùa, vẫn nghe tiếng chuông đều đặn, vẫn có thời gian tu tập, không bị nghịch cảnh, không bị cấm ngăn. Chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã có diễm phúc lắm rồi. Cho nên tri ân và báo ân là cái nét đẹp của con người, nhất là người học Phật. Chúng ta luôn luôn phải cúi đầu trước những cái cuộc đời cao đẹp và những cái hành trạng để lại làm cái gương sáng cho chúng ta. Cho nên có thể nói cái xương sọ của ông là vật chứng tín, là vật chứng tín. Cũng như các tổ ngày xưa đã từng để lại những cái di vật, ví dụ như ngài Kumala Thập dịch kinh Pháp Hoa, trước khi viên tịch ngài có nguyện nếu tất cả những cái việc dịch giải kinh sách của con mà không trái lời Phật dạy, xin cho lưu lại cái lưỡi không trái. Quả nhiên sau khi trà tì xong, người ta đào hai cái hồ nước để dập tắt lửa. Dập tắt hết lửa rồi thì cho xương trái tan hết, nhưng cái lưỡi vẫn đỏ tươi. Và cái lưỡi đó được tàn trong cái bảo tháp. Ngày nay bảo tháp đó vẫn còn, bảo tháp đó tại vườn Tiêu Diêu, nay là chùa Thảo Đường tại ngoại thành Trường An. Tôi có đến tận nơi đó để đảnh lễ. Và một vị cao tăng triều Nguyễn ở dưới Sa Đéc, ở dưới Cái Bèo, khi ngài phát nguyện lên giàn hỏa, ngài nguyện lưu lại một ngón tay. Khi lên giàn hỏa, ngài phát nguyện đốt thân cúng dường Phật, giống như Bồ Tát Quảng Đức phát nguyện thiêu thân để bảo vệ chánh pháp. Thì ngài nguyện, ngài cũng trì kinh Pháp Hoa và nguyện lên giàn hỏa đốt thân. Ngài nguyện lưu lại ngón tay để làm vật chứng tín. Khi lên giàn hỏa, lửa đốt lên thì gió nó thổi, gió thổi cái mũ của ngài nó lệch, cái mũ Hoàng Âm nó lệch. Ngài đưa tay, ngài sửa lại cái mũ, trong khi lửa cháy hực, đưa tay sửa mũ. Và sau khi đốt hết, cái ngón tay vẫn còn nguyên. Và ngón tay được bảo tàng thờ trong bảo tháp tại Tổ Đình Bảo Lâm ở Cái Bèo, Sa Đéc. Còn rất nhiều hành trạng, rất nhiều những cái cuộc đời tu tập, những cái vật chứng tín của các tổ để lại để làm gì? Để cho mọi người đời sau thấy và biết được rằng cứ tu đi, hãy tu đi, thì các vị sẽ thấy được cái sự mầu nhiệm an lạc giải thoát của Phật Pháp. Đức Phật không nói dối, các tổ cũng không có vụ lợi, chỉ vì lợi ích
cho chúng sanh, như sự nghiệp của Đức Phật vì lợi ích cho số đông mà thể hiện ra đời, thì các tổ cũng vì Phật Pháp, cho nên với một cái tâm nguyện thế nào đó để lại một vật gì đó để làm chứng tín cho chúng ta thấy được Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Hôm con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đó là những cái hành trạng và cuộc đời cuối cùng của Ôn Trí Quang. Thì hôm nay tôi xin kể lại để chia sẻ cái hạnh phúc, cái tự hào của người con Phật, nói chung người Phật tử Việt Nam, về cái sự kiện mà Ôn đã ra đi trong cái giây phút tuyệt vời như vậy. Cầu Đức Phật chứng minh giác linh của Ôn gia hộ cho Phật Pháp được trường tồn.